Xin chào quý cô, cường bà và anh chị em, con linh mục Martino Nguyễn Bá Thông của chương trình Sống Đạo Công Giáo, để tìm, để gặp, để hiểu, để yêu và để phục thờ Thiên Chúa. Một lần nữa cảm ơn đài Việt Face TV đã cho con lại có cơ hội trở về với quý cô, cường bà và anh chị em trong Chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2021. Chúng ta mở cứ Chủ nhật thứ hai sau khi khâu lễ Giáng sinh là chúng ta mừng lễ Chúa Hiển Linh. Trong thói quen của người Việt Nam, chúng ta đôi lúc chúng ta gọi là lễ ba vua, nhưng mà thực sự không phải là ba vua, mà ba người thông thái từ phương Đông đến triều bái Chúa. Hay đôi lúc chúng ta còn gọi là lễ Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại. Tức là Chúa tỏ mình ra, thực sự nó là Chúa tỏ mình ra đâu phải chỉ cho dân ngoại đâu mà cho mọi dân. Và có thể chúng ta đọc được cái điều Chúa tỏ mình ra đó trong bài đọc 2 của Thánh Phaolô Tông Đồ mà chúng ta nghe ngày hôm nay, là để chúng ta trở nên, để con coi dùng đúng cái từ của họ nhé, của Thánh Phaolô nói, có nghĩa là để chúng ta và nhờ Thánh Thần và chúng ta được thông phần với lời hứa, chúng ta thông phần vào sự sống của Chúa Giêsu Kitô. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã trải qua một năm trong mấy ngày vừa rồi, thì chẳng nhiều người chúng ta cứ còn sống trong xứ Mỹ thì giáo dân họ cứ bảo là Happy New Year cha, chúc cha năm mới hạnh phúc. Thì con cứ nửa giỡn nửa thiệt, con nói là Happy New Year, I don't wanna be happy. Đối với cha năm mới năm cũ gì nó có happy gì đâu, mà nó có happy hay không là do mình chứ đâu phải là do người ta wish. Nhưng thực sự trong cuộc sống của mình, có thực sự chúng ta đi tìm cái hạnh phúc không? Con không nghĩ là như thế. Nếu quý cô, quý ông bà và anh chị em trở lại nguyên một năm vừa rồi, bắt đầu từ tháng 3, tháng 2 là bắt đầu Covid nó nổi ra. Đến tháng 3 tới bây giờ là 10 tháng. Trong 10 tháng vừa rồi, quý ông bà và anh chị em đã có ai đi cầu xin cho con được hạnh phúc chưa? Giơ tay lên cho con coi này. Có ai đã đi tìm cho con được hạnh phúc không? Hay là cầu cho gia đình con được hạnh phúc không? Có nghĩa là không, hoặc là rất hiếm. Mà trong 10 tháng vừa rồi, chúng ta chắc chắn là chúng ta cầu bình an rất là nhiều. Bình an cho cá nhân con, bình an cho những người thân yêu của con đang đi làm ở những nơi bị cái con cúm tàu này nó hoạn hoạn. Bình an cho quê hương, cho đất nước, cho thành phố, cho giáo xứ, cho này nọ. Con nghĩ không mấy người chúng ta đi cầu xin cho hạnh phúc, mà chúng ta đi cầu cho bình an. Cho nên con có nói với giáo dân của con là cha không có thích cái xin cái bình an, đừng có wish cha cái hạnh phúc, mà hãy nói tìm cái bình an đó. Họ bảo với con là cha ơi cha weird lắm. Thì con bảo là đúng, cha rất là weird, cha rất là khác người. Biết tại sao cha weird và cha khác người không? Cha weird và cha khác người là bởi vì cha là linh mục Á Châu duy nhất queer trong cả cái địa phận này trong một năm 170 năm thành lập của giáo phận. Thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, ngay cả giáo hội chúng ta mừng ngày Chủ nhật ngày 1 tháng 1, ngày đầu năm, là lễ cầu cho bình an, cho peace, cho bình an trên thế giới. Nhưng con thì có thể con thuộc thằng khó tính khó nết. Con nhìn lại con nghĩ là bình an không phải là thứ để chúng ta phải cầu xin, mà là thứ chúng ta phải làm. Bởi vì bình an không phải là cái mục đích của chúng ta, mà bình an là cái kết quả của những hành động đúng đắn. Khi chúng ta làm một cái điều gì sai một tí xíu đó, chúng ta sẽ mất bình an. Con đang nói một tới sự bình an đích thực. Cho dù chúng ta là người con trong gia đình, chúng ta nói dối bố mẹ, chúng ta không có bình an, đúng không ạ? Vợ chồng chúng ta giận hờn nhau, chửi bới nhau, chúng ta không có bình an. Cho nên cái bình an đó không phải là một cái gì đó chúng ta đi tìm mà nó có, mà nó là cái hoa trái, là kết quả của những hành động tốt. Khi Chúa Giêsu về trời, Chúa nói với chúng ta là Thầy ban bình an của Thầy cho các con, như Cha đã ban, và cái bình an đó đến từ trời. Cái bình an của Thiên Chúa đó là bởi vì chúng ta hiểu được trong đời sống của chúng ta. Khi các mục đồng chứ không phải mục tử đến gặp
Trong Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu trong máng cỏ, họ kể lại cho bà Maria, chúng ta kể lại cho bà Maria nghe những cái điều họ đã nhìn thấy. Mẹ Maria ghi nhớ những điều đó và suy niệm trong lòng. Hôm nay lễ Chúa Giêsu tỏ mình ra chính thức kết thúc mùa Giáng sinh. Tuần bát nhật mùa Giáng sinh là hôm qua. Hôm nay chính thức sau lễ Chúa Giêsu tỏ mình ra chính thức kết thúc mùa Giáng sinh. Trong mùa Giáng sinh này chúng ta nghe câu chuyện các mục đồng đến. Rồi các mục đồng sẽ đã làm gì? Các sau khi các mục đồng đến thì khi ra về các mục đồng mới cất tiếng lên rằng vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Và cái bài ca đó chúng ta đã hát một cách rất hào hùng trong lễ đêm Giáng sinh, chuông các nhà thờ đều rung lên. Nhưng còn muốn nhắc lại một lần nữa, chúng ta một lần nữa lắng đọng tâm hồn để nghe lại lời kinh đó: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng ta nhớ, cái bình an đó chỉ có thể có khi con người phải thiện tâm. Thiện tâm có nghĩa là làm điều tốt lành. Nhưng để làm điều tốt lành và có cái bình an đó mà ngày hôm nay cả thế giới đang đi tìm trong cả năm vừa rồi, mỗi người chúng ta đều đi tìm và xin. Nhưng chúng ta quên rằng các mục đồng đã dạy chúng ta một bài học: để bình an dưới thế thì việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là vinh danh Thiên Chúa trên trời. Và đó là điều mà mỗi con người chúng ta, chưa nói tới đất nước, những lãnh đạo, mỗi người chúng ta đã fail miserable, đã thất bại rất nhiều. Chúng ta đi kêu gào Thiên Chúa để xin bình an, nhưng chúng ta không nhớ cái điều kiện đầu tiên để có sự bình an, để cái hoa trái của sự bình an đó là chúng ta phải vinh danh Thiên Chúa. Chúng ta đang sống trong một thế giới tại đất nước Hoa Kỳ này, khi mà mỗi người chúng ta, giống như tuần trước trong lễ Thánh Gia con đã có đưa lên những cái, mỗi người chúng ta đã đưa Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, để đứng Thiên Chúa đứng ngoài cuộc đời của mình, nhưng ngoài đứng ngoài những quyết định của mình. Gia đình chúng ta không còn đọc kinh đi lễ cầu nguyện chung với nhau nữa. Chúng ta đẩy Thiên Chúa ra khỏi gia đình của mình. Trong trường học của nước Mỹ này bắt phải bỏ tượng Chúa xuống, hả? Bắt phải không được đọc kinh, không được cầu nguyện, không được nói về Kinh Thánh và Thiên Chúa. Trong các tòa án của Hoa Kỳ, hồi trước kia người ta để 10 điều răn, ngày hôm nay nó bắt phải dời đi. Những cái hình ảnh gì có liên quan đến Thiên Chúa thì bắt phải bỏ đi. Bởi vì chúng ta không muốn làm cho người khác phải cảm thấy là bị bắt phải theo cái đức tin đó. Khi mỗi người chúng ta và đất nước chúng ta đang sống không còn làm vinh danh Thiên Chúa nữa, thì làm sao có cái bình an để mà đi xin? Không những thế, không những chỉ đẩy Thiên Chúa ra khỏi ngoài, không những là không làm vinh danh Chúa, mà chúng ta còn đi ngược lại những điều dạy của Thiên Chúa. Chúng ta ủng hộ những người phá thai, những kẻ giết người. Nếu chúng ta không ủng hộ thì chúng ta im lặng. Trong thời gian COVID vừa rồi, chúng ta xuống đường để bảo vệ cái này, bảo vệ cái kia. Nhưng khi họ xúc phạm đến đập phá Thiên Chúa thì chúng ta chỉ biết ngồi nhà và dạ, xin cầu nguyện. Vậy tại sao không ngồi nhà xin cầu nguyện những điều khác? Chúng ta đồng lõa với những kẻ đó. Và khi mỗi người chúng ta đẩy Thiên Chúa ra ngoài cuộc đời, chúng ta không những không vinh danh Chúa mà còn đồng hành với những luật lệ, đi ngược lại luật lệ của Thiên Chúa, thì đừng bao giờ xin Chúa có cái bình an, bởi vì bình an đó sẽ không ở với chúng ta cho đến khi chúng ta làm vinh danh Thiên Chúa.
Chúng ta cảm thấy đôi lúc người chúng ta như là ông vua Herode của ngày hôm nay, một kẻ nói láo và sợ hãi vinh quang của Thiên Chúa. Ông nói láo như thế nào? Để có đọc cho quý cụ, quý ông bà và anh chị em nghe trong bài tin mừng hôm nay. Sau khi mà ông đã gọi mọi người tới, các luật sĩ và giờ đại lễ hỏi là Chúa ông chức quy tô sẽ sinh ra ở đâu, họ tâu với vua rằng tại Bethlehem xứ Judea. Thì ông gọi các nhà đạo sĩ tới, mà ba ngày chúng ta tiếng Việt hay gọi là ba ông vua đó, cặn kẽ hỏi han về thời gian ngôi sao hiện ra. Rồi ông phái họ đi với Bethlehem và dặn rằng các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy hãy báo tin cho trẫm để cả trẫm cũng đến triều bái người. Ông Herode ông nói như thế, mà thực sự ông có muốn đến để gặp Chúa để triều bái Chúa không, quý ông bà và anh chị em? Câu trả lời là không. Bài tin mừng hôm nay kết thúc như thế này: và sau khi họ đã đến rồi thì họ mở kho tàng đến dâng Chúa lễ vật vàng nhũ hương và mộc dược, và khi nhận được lời báo mộc đừng trở lại với Herode, họ đã đi đường khác để về. Chúng ta cảm thấy chúng ta như là một Herode của thời đại ngày hôm nay. Cái miệng chúng ta thì bảo với mọi người là ô, để cho tôi đến triều bái Chúa, nhưng không, cái mục đích của chúng ta không đến gặp Chúa để triều bái, mà một mục đích nào đó và không làm vinh danh Thiên Chúa, thì chính vì nơi đó chúng ta không có sự bình an. Chúng ta không có sự bình an. Mà nếu chúng ta không phải là những người như Herode thì chúng ta cũng là những người quần thần của Herode. Có nghĩa là gì? Chúng ta biết hắn sai trái, kẻ lãnh đạo sai trái, nhưng chúng ta im lặng bởi vì lợi ích riêng của mỗi người chúng ta. Đã bao nhiêu lần chúng ta đứng lên nói cái gì, thưa cha ơi, ở trong Việt Nam đừng có nói như vậy, cha ở Hoa Kỳ cha nói được chứ Việt Nam còn không nói được. Tại sao chúng ta không có bình an? Hôm nay chúng ta nói là chúng ta mừng lễ Chúa hiển linh, có nghĩa là Chúa tỏ mình ra. Chúa tỏ mình ra để làm gì? Để vinh quang của Thiên Chúa được tỏa sáng, để mọi người nhận biết vinh quang đó. Trong bài đọc một trong thư gửi phúc âm, xin lỗi, bài đọc của tiên tri Isaiah nói như thế: những người ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa. Lần cuối cùng chúng ta sống để vinh quang của Thiên Chúa được thể hiện trong cuộc đời chúng ta là lúc nào? Không có. Chúng ta không sống để làm vinh quang Chúa. Chúng ta đổ lỗi nếu chúng ta không phải là một vua Herode giả dối, láo quát và xảo quyệt ở bên ngoài môi miệng, thì ít nhất chúng ta cũng là những kẻ đồng lõa với Herode. Chúng ta không dám để cho vinh quang của Thiên Chúa được thể hiện vì những lợi ích riêng tư của chúng ta. Chúng ta không dám đứng lên để nói về vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta không dám đứng lên để bảo vệ cái vinh quang của Thiên Chúa khi người ta xúc phạm đến cái vinh quang đó. Chúng ta không dám. Hôm nay trong mùa này con nhắc thêm hai chữ nữa. Con nghĩ quý ông bà và anh chị em biết, nhưng con sợ đôi lúc quên thì con hỏi lại. Là chữ Giêsu Kitô. Đôi lúc người ta hỏi chúng ta có hiểu chữ Giêsu Kitô là gì không? Có nhiều người trả lời Giêsu là Jesus, là first name, là cái tên gọi. Jesus Christ là last name, là cái tên họ. Giêsu Kitô là gì? Chúng ta nói chúng ta cầu xin Chúa Giêsu Kitô hả? Chúa Giêsu Kitô. Giêsu có nghĩa là gì? Giêsu có nghĩa là God save, là Chúa cứu độ. Giêsu có nghĩa là Chúa cứu độ. Christ có nghĩa là gì? Christ có nghĩa trong tiếng Anh nó gọi là the anointed one, có nghĩa là đấng được sức dầu. Mà ngày hôm nay chúng ta gọi là đấng được sức dầu, tức là đấng cứu độ đó. Đấng được sức dầu trong cựu ước chúng ta nhìn thấy tất cả các tiên tri và các vua đều được sức dầu. Cho nên ngày hôm nay, khi các nhà biệt phái, các nhà đạo sĩ tới hỏi là vua của dân Do Thái được sinh ra ở đâu? Vua của dân Do Thái. Ông vua Herode hoảng lên, dịch mình lên. Wow, coi chừng có kẻ lên ngai vàng. Và chúng ta đã biết được là sau đó ông đã tức giận, ông làm gì? Ông đi giết tất cả các con đầu lòng. Cái bài đó con sẽ nói xong. Nói một lúc khác chứ không phải là nói xong. Không. Ông nổi điên lên. Nghe tới chữ vua,
nơi kẻ được sức giàu. Chúng ta nhớ trong cựu ước tất cả những người vua Do Thái, tất cả những tiên tri của Thiên Chúa đều được sức giàu. Con sẽ nói kỹ hơn về cái sức giàu này trong Chủ nhật tuần tới, khi chúng ta nói về Chúa Giêsu chịu phép rửa và mỗi người chúng ta đã sức giàu như thế nào và tại sao cái bí tích sức giàu, cái sức giàu trên đầu đó. Đó là Chủ nhật tuần tới mà chúng ta tập trung vào đây. Cho nên cái kẻ được sức giàu thánh phong đó, họ là vua của đấy, thì ông này ông hoảng liền. Ông hoảng liền. Ông vua Herod ông hoảng liền. Một nước thì không thể có hai vua được. Nhưng ông ta khôn khéo và lanh lợi và khôn ngoan và răn mãnh đến độ nào. Ông ta là kẻ đầu tiên gọi là Chúa Giêsu là Christ. Ông nói làm sao? Không à? Đây con đọc cho quý ông bà và chị nghe. Người các ông nói, người vua Do Thái mới sinh ra hiện ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người phương đâu và chúng tôi triều bái người. Nghe nói thế, vua Herode bối rối và tất cả Giê-ru cũng tụ tập. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, hỏi cho họ biết nơi mà Đức Kitô, chữ Kitô, nơi mà Đức Kitô. Herode là kẻ chống lại Thiên Chúa, nhưng là kẻ đầu tiên gọi Ngài là Đức Kitô, có nghĩa là người được tấn phong, người được sức giàu, the anointed one. Quý cụ, quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu Kitô tỏ mình ra cho dân ngoại. Thử hỏi lại, trong đời sống của mỗi người chúng ta đã làm gì để Thiên Chúa được tỏ hiện nơi đời sống của mình? Nếu đời sống của chúng ta không là vinh quang, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, thì chắc chắn chúng ta sẽ không có bình an. Chúng ta sống trong một năm bất bình an là bởi vì chúng ta lo sợ và chúng ta không để ý tới vinh quang Thiên Chúa. Con không biết quý ông bà và anh chị em sao, con một năm vừa rồi thì đôi lúc nó cũng hơi khó chịu là bởi vì không đi đây đi đó được, rồi không làm những cái này là được. Nhưng con không hề lo sợ và thực sự con rất bình an. Và đôi lúc con vẫn nói với giáo dân con là nếu con có bị COVID mà chết thì đừng khóc than cho con, và nhưng hãy tạ ơn Chúa cho con. Dĩ nhiên không có nghĩa là con đi ra ngoài để cố tình để bị con virus để chết, nhưng con cố gắng làm tất cả gì con có thể và tiếp tục sống cái ơn gọi linh mục của mình. Mặc dù con vô cùng tội lỗi, mà có thể là bởi vì con vô cùng tội lỗi cho nên con càng không sợ cái chết, đặc biệt là cái chết bị COVID. Là bởi vì con nói với giáo dân, nếu con có chết vì COVID thì ít nhất con biết được trước khi con chết, và chắc chắn con sẽ ăn năn hối tội của mình và xin Chúa thứ tha một cách trọn vẹn hơn, bởi vì con biết mình đã phạm tội gì. Chúng ta sống trong lo sợ và khủng hoảng là bởi vì chúng ta không đặt Thiên Chúa là đích điểm. Chúng ta chỉ đi tìm cái hạnh phúc và chúng ta của đời này, mà chúng ta quên rằng cái cuối cùng là cái hạnh phúc trên thiên đàng, được ở với Thiên Chúa. Mà không thể được ở với Thiên Chúa cho đến khi chúng ta biết làm sao để làm vinh danh Thiên Chúa trên trời. Thì lúc đó tâm hồn của quý cụ, quý ông bà và anh chị em với con sẽ mới có bình an dưới thế. Nói tóm lại, hôm nay lễ Chúa hiển linh, con muốn mời quý cụ, quý ông bà và anh chị em hãy nhìn một cái nhìn nội soi vào chính mình, là chúng ta cầu nguyện cho sự bình an cho thế giới, cho gia đình, cho xã hội. Nhưng thật sự cái điều kiện để có sự bình an đó không phải chỉ là lời cầu nguyện để xin cái ơn bình an, mà chúng ta phải cầu nguyện để cho chúng ta đủ ơn can đảm để sống, để làm vinh danh Chúa trên trời, thì tự nhiên bình an sẽ có dưới thế cho mỗi người chúng ta. Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng chúc lành và gìn giữ chúng con, và cho chúng con ơn can đảm để luôn xưng mình là người Kitô hữu trong lời nói, trong đời sống, cũng dám đứng lên để bảo vệ Thiên Chúa, vinh quang của Chúa và giáo huấn của Chúa, để cho mỗi người chúng con luôn có bình an. Amen. Một lần nữa, con linh mục Martino Nguyễn Bá Thông của chương trình Sống Đạo Công Giáo trên Facebook cũng như trên YouTube, quý ông bà và cha thèm có thể tìm chữ Sống Đạo Công Giáo với mục đích là để tìm, để gặp, để hiểu
để yêu và để phụng thờ Thiên Chúa. Xin kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em.